Rồi hôm nay em sẽ ngừng bán và em sẽ tặng đầm cho các chị luôn ạ. Em sẽ tặng thôi, hôm nay em sẽ tặng chứ em không bán nha. Yêu cầu rất là đơn giản, chỉ cần các chị chia sẻ thì các chị sẽ được nhận đầm mẫu đang mặc đây. Sẽ được nhận đầm mẫu đang mặc nha. Nên mọi người đang xem livestream thì chia sẻ cho em đi, chia sẻ để em tặng đầm à. Hôm nay em chỉ tặng thôi, tặng mà các chị không thích nữa thì thôi luôn á. Tại vì tặng đầm nhưng đầm của em thì cực cực chất, cực đẹp luôn. Nhìn mẫu em đang mặc là biết rồi chứ ạ. Nhìn mẫu em đang mặc là biết luôn rồi đấy. Không chê vào đâu được nữa rồi đấy. Rồi, chị nào mà đang đang xem livestream thì chấm cho em đi, chấm tương tác cho em đi. Bây giờ các chị nha, chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân nè. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân. Và nhiều lần trên hội nhóm, chị nào chia sẻ trên hội nhóm nhiều nhất, em sẽ tặng cái đầm mẫu đang mặc. Chị nào chia sẻ nhiều nhất, em sẽ tặng cái đầm mẫu đang mặc nha. Chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ nha. Chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ à. Hôm nay em chỉ tặng thôi, nhưng mà em tặng đầm đẹp lắm. Các chị có thấy mẫu em đang mặc không? Đấy, tặng là phải tặng đầm chất như như em. Bao chất đẹp luôn, bao chất đẹp luôn nha. Rồi các chị đang xem, chấm cho em vài chấm đi. Rồi chia sẻ nè, chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân. Nhiều lần trên hội nhóm nha. 3 lần trên trang cá nhân và nhiều lần trên các hội nhóm. Sau đó comment cho em là đã chia sẻ bao nhiêu nhóm đấy. Em sẽ chọn ra chị nào chia sẻ nhiều nhóm nhất thì em sẽ tặng cái mẫu đầm đang mặc. Em sẽ tặng cái đầm mẫu đang mặc nha. Chị nào cho em một cái comment là chia sẻ 3 lần trang cá nhân, 10 lần hội nhóm. Chia sẻ 3 lần trang cá nhân, 10 lần hội nhóm. Để em ghim với ạ. Để em ghim với ạ. Chỉ cần chia sẻ thôi là đã được tặng quà rồi, chỉ cần chia sẻ thôi là được tặng quà rồi nha. Rồi em chào chị Tăng Như Nguyễn nha. Em chào chị Tân Hiên Huyền nha. Em chào chị Tuấn Chi ạ. À, em chào chị My Nguyễn, em chào chị Nương My, em chào tất cả các chị luôn. Các chị có thấy mẫu em đang mặc không ạ? À? Hôm nay em chỉ bán đầm thôi. À, em chỉ tặng đầm thôi chứ em không bán. Em chỉ tặng đầm thôi, em không bán nha. Mọi người đang xem livestream thì chia sẻ cho em, chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân thôi. 3 lần trên trang cá nhân. 10 lần trên hội nhóm, sau đó 3 lần trên trang cá nhân, 10 lần trên hội nhóm. Sau đó em sẽ chọn ra một chị may mắn nhất để em tặng cái đầm mẫu đang mặc nha. Đầm này là đầm phối hoa luôn, mặc tôn dáng cực kỳ luôn. Em chào chị Nguyễn Loan ạ. À, rồi các chị đang xem livestream thì chia sẻ livestream cho em đi, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em đi các chị ơi. Đã ai chia sẻ rồi á thì comment cho em là đã chia sẻ lên bao nhiêu lần hội nhóm đấy. Đã chia comment cho em đã chia sẻ rồi. Em đã thấy 64 lượt chia sẻ của các chị rồi nè. Rồi chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ nè. Nhiều nhiều người em sẽ bắt đầu đọc mã để tặng quà nha. Nhiều người em sẽ bắt đầu đọc mã để tặng quà luôn. Rồi các chị đang xem. Rồi chị nào muốn tặng đầm thì comment cho em tặng đi. Chị nào muốn tặng đầm thì comment cho em tặng đi nào. Comment cho em tặng ngay lập tức luôn đi chị ạ, các chị ơi. Comment tặng đi ạ, comment tặng đi. Bây giờ em sẽ bắt đầu chọn ra một người may mắn để em tặng đầm nè. Comment tặng liên tục đi các chị ơi, comment tặng liên tục đi ạ. Tặng liên tục đi. Em sẽ chọn ra một người để em tặng đầm nha, đầm mẫu mà đang mặc nha. Rồi em chào chị Huyền Sâm nha. Các chị đang xem livestream thì chia sẻ livestream cho em để em tặng đầm mẫu đang mặc nè. Các chị có thấy mẫu em đầm mẫu đang mặc không ạ? À? Đó, chị nào mà lấy cái mẫu đầm này á thì comment cho em tặng đi, em sẽ tặng ạ. À. Comment tặng đi ạ. À. Comment tặng đi các chị ơi, comment tặng đi. Rồi em thấy comment của chị Minh Nguyễn rất là nhiều nè. Rồi các chị đang xem livestream thì comment tặng đi rồi em sẽ tặng nè. Rồi comment tặng cho em đi ạ. À. Các chị đang xem livestream ạ, à. 10 chị đang xem livestream thì comment tặng cho em đi rồi để em tặng đầm nha. 64 lượt chia sẻ rồi ạ. À. Bây giờ các chị chia sẻ tiếp đi ạ, à. Chia sẻ tiếp đi để em tặng đầm nào.
chị nào mà chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ đi để em tặng ạ. À. Comment đã chia sẻ đi em tặng. Hình như bị ẩn comment nên sao chẳng thấy comment nào hết. Mọi người đang xem livestream thì chấm cho em vài chấm đi, tại vì em không thấy một cái comment nào hết. Em chưa thấy một cái comment nào hết nha, hình như em đang bị ẩn comment rồi. Chị nào mà đang xem livestream thì chấm cho em vài chấm đi, chấm cho em vài chấm để em tương tác để em biết là các chị đang xem livestream ạ. Tại vì hình như là em đang bị ẩn comment ạ. Chị nào mà lấy cái mẫu đầm đang mặc á thì comment cho em tặng đi. Comment tặng đi em. Rồi, em thấy chị Hạnh Nghệ An rồi ạ. Em thấy chị Hạnh Nghệ An rồi nha. Chị Hạnh Nghệ An chỉ cần chia sẻ. Chị Hạnh Nghệ An chỉ cần chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân này, 3 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên hội nhóm thì sẽ được tặng cái đầm này nha. Sẽ được tặng cái đầm này luôn. Rồi chị nào lấy thì comment tặng đi. Tặng đi để em chọn nè. Bắt đầu. Mạng yếu rồi. Mạng yếu quá nha. Yếu lắm quá phải. Rồi em chào chị Võ Thanh Mỹ nè, em thấy comment của chị Võ Thanh Mỹ rồi nha. Em thấy comment của chị Võ Thanh Mỹ rồi nha. Các chị phải chia sẻ livestream lên trang cá nhân và hội nhóm thì mới được nhận quà nha. Ai mà đã trúng rồi á mà em kiểm tra mà chưa chia sẻ lên đó thì em sẽ bỏ phần quà lại cho người khác nha. Rồi bây giờ em. Rồi em thấy comment của Ngọc Như Ngọc. Em thấy Võ Thanh Mỹ đã chia sẻ nhiều. Rồi chị nào đã chia sẻ thì con nhanh tay comment. Nếu mà không hiện comment lên là em không có chọn được đâu. Tại vì em chọn bất kỳ thôi. Em chọn bất kỳ một chị bất kỳ để tặng thôi. Đã chia sẻ đúng yêu cầu. Rồi em cảm ơn chị Võ Thanh Mỹ nè. Chị Võ Thanh Mỹ nha. Nên mọi người bắt đầu. Bắt đầu comment tặng nha. Bắt đầu comment tặng nào. Bây giờ tặng kèm số điện thoại. Tặng kèm số điện thoại để em tặng cái đầm mẫu đang mặc nè. Tặng kèm số điện thoại nè, bắt đầu em chọn nè. Tặng kèm số điện thoại nha. Rồi, chị Trần Hương đã chia sẻ 20 nhóm rồi. Chị hàng mới hay hàng si? À để em để hàng này là hàng si nha, hàng si nha các chị. Hàng si nha. Để hàng si rồi. Hàng em đang mặc là hàng si. Đầm này thường thường em đang bán là giá 79k đấy. Nhưng mà hôm nay em sẽ tặng cho các chị luôn. Em thấy chị Võ Thanh Mỹ. Em thấy chị Trần Hương nè. Em thấy chị Hạnh Nghệ An nè. Rồi các chị tiếp tục đi ạ. À. Comment nhiều lần đi ạ. À. Comment nhiều lần đi. Bây giờ để em sẽ ghim bất kỳ luôn. Em sẽ ghim bất kỳ nha. Bây giờ... đây nhìn đây 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 ạ. À, em sẽ ghim bất kỳ này. Em sẽ chọn một chị bất kỳ luôn. Em sẽ chọn một chị bất kỳ để tặng cái đầm này nè. Nên comment nhanh tay comment đi. Chị nào chưa comment thì lập tức comment đi. Lập tức comment đi ạ. À. Lập tức comment giúp em nha. Chị nào mà em kiểm tra mà chưa chia sẻ thì em sẽ không tặng cái đầm này nữa nha. Rồi em Bây giờ cái chị nào lên đầu tiên em sẽ tặng nè. Chị nào lên đầu tiên em sẽ tặng nè. Chị nào lên đầu tiên. Rồi chị Võ Thanh Mỹ nha. Chị Võ Thanh Mỹ em tặng chị Võ Thanh Mỹ cái đầm này nha. Đây em ghim chị Võ Thanh Mỹ lên rồi. Rồi em sẽ tặng cái đầm này cho chị Võ Thanh Mỹ nè. Bây giờ em sẽ qua một cái đầm tặng tiếp theo. Đây các chị. Đây cái đầm em đang mặc đây ạ. Đây cái đầm em đang mặc đây nha. Em tặng cái đầm hồi nãy cho chị Võ Thanh Mỹ nha. Bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ em sẽ tặng theo lượt chia sẻ. Bây giờ là 64 lượt chia sẻ rồi. 64 lượt chia sẻ. Bây giờ lên 150 lượt chia sẻ đi ạ. À. Lên 150 lượt chia sẻ đi. Em sẽ tiếp tục cái đầm, tặng cái đầm em đang mặc. Lên 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng cái đầm em đang mặc. Rồi cái đầm này thì em đang bán với giá là 79k. Đầm của em là đầm si nha các chị nhớ nha. Đầm si chứ không phải hàng mới nha. Không rồi các chị lại bỏ em là sao mà tặng đầm cũ hay là gì đó không. Đầm em là đầm si nhưng mà mới vải rất là mới, chất rất là dày luôn. Em chỉ tặng đồ đẹp cho các chị thôi nên các chị không có sợ là em tặng hàng đẻo nha.
Rồi bây giờ là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Vẫn 64 lượt chia sẻ. Các chị chia sẻ đi. Mỗi chị chia sẻ nè, lên trang cá nhân nè, lên trang cá nhân nè. Không tặng cái đồng đấy. Rồi chia sẻ lên trang cá nhân này, chia sẻ lên các hội nhóm nè. 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng cái đồng này. 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng cái đồng này luôn. Rồi các chị chia sẻ đi ạ. À. Các chị nhiệt tình chia sẻ đi. Đây các chị thấy cái đầm em mặc không ạ? À? Lên dáng rất là đẹp luôn. Lên dáng rất là đẹp luôn nha các chị. Rồi. Chia sẻ đi các chị ơi, chia sẻ đi. Bây giờ mỗi chị chia sẻ thêm cho em 10 lần. Chia sẻ cho em thêm 10 lần, em sẽ tặng đầm em đang mặc nha. Em sẽ tặng đầm em đang mặc nha. Rồi em thấy chị Ngọc Như nha, em thấy chị Hạnh Nghệ An nha. Rồi chị mỗi chị bỏ ra cho em 10 lần chia sẻ thôi. Đạt mốc 150 lượt chia sẻ em sẽ tiếp tục tặng hai cái đầm mà mẫu đang mặc nha. Em sẽ tiếp tục tặng hai cái mẫu đầm đang mặc này. Chất của em là chất dày đây, nhìn hai lớp đàng hoàng nha. Hai lớp em không nói sai luôn. Em chỉ tặng hàng xịn thôi. Đây hai lớp đàng hoàng nha. Em chỉ tặng hàng xịn thôi, em không tặng hàng đéo nha. Đầm của em đang mặc là đầm si nha. Đầm của em đang mặc là đầm si nha các chị. Mọi người đang xem livestream chia sẻ cho em đi ạ. À. Chia sẻ lên 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp tục hai cái đầm mà mẫu đang mặc nha. Hai cái đầm em đang mặc nha. Váy trắng. Rồi, chỉ cần chị chia sẻ thôi em sẽ tặng cái váy trắng này cho em. Đó chị chia sẻ đi ạ. À. Chia sẻ lên 150 lượt chia sẻ đi ạ. À. Chỉ cần 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm cho các chị nha. Đầm đây, đầm tặng đây ạ. À. Hai cái đầm em đang mặc đây. Hôm nay em sẽ tặng băng nắp luôn. Đầm nào em cũng tặng hết. Đầm nào em cũng tặng hết nha. Ủa nãy em rồi. Chị nào mà chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ đi ạ. À. Comment cho em đã chia sẻ đi. Tiếp tục chia sẻ đi. Tiếp tục chia sẻ đi các chị ơi. Tiếp tục chia sẻ để em tặng đầm nha. Chia sẻ nhiều lắm rồi. Phải đạt là 150 lượt chia sẻ thì em mới tặng đầm được. Tại vì nó chưa đạt mốc mà. Cái gì đó cũng phải có mốc đúng không chị? Chỉ cần 150 lượt chia sẻ thôi thì em sẽ tặng đầm cho chị rồi. Nên ngại gì mà chị không chia sẻ ạ. 150 thôi, 150 lượt chia sẻ. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị ơi? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? 150 lượt chia sẻ em sẽ tiếp tục tặng hai cái đầm này nè. Em sẽ tiếp tục tặng hai cái đầm này. Nên các chị không có lo. Không có lo là không có quà nha. Rồi các chị đang xem livestream thì chia sẻ cho em đi. Rồi 12 người, chỉ cần mỗi người chia sẻ thêm 10 lần nữa thôi là nó đã đạt mốc 150 rồi. Đạt mốc 150 thì em sẽ tặng đầm cho các chị thôi mà. Đạt mốc 150 thì em đã chia sẻ 40 nhóm. Đã chia sẻ nhưng sao em không thấy hiện chia sẻ lên nhỉ? Em không thấy. Các chị xem thử bên ngoài là lượt chia sẻ bao nhiêu rồi comment giúp em ạ. À. Bên ngoài lượt chia sẻ bao nhiêu rồi thì comment giúp em nha. Các chị xem thử lượt chia sẻ bên ngoài là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Để 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm. Em sẽ tặng tiếp tục hai cái đầm mà mẫu đang mặc nha các chị. Em sẽ tặng tiếp tục hai cái mẫu đầm đang mặc nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị? Chỉ còn 100 lượt chia sẻ thôi, 150 lượt chia sẻ thôi em sẽ tặng rồi mà. 150 lượt chia sẻ thôi là em sẽ tặng rồi. Đã chia sẻ rồi, tặng váy trắng cho chị đi. Rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? À? 150 lượt chia sẻ em mới tặng đầm được nha. 141 lượt chia sẻ rồi ạ. À? 141 lượt chia sẻ rồi, chỉ còn 5 lượt chia sẻ nữa thôi. 141 lượt chia sẻ rồi, chỉ còn 5 lượt chia sẻ nữa thôi em sẽ tặng đầm ạ. À. 5 lượt chia sẻ nữa thôi em sẽ tặng đầm. 144 lượt rồi ạ. À? 144 lượt rồi. 144 lượt rồi em sẽ tặng đầm nè. 6 người nữa thôi, 6 người nữa thôi, cố gắng đi ạ. À. Có 6 lần chia sẻ nữa thôi, mỗi chị chỉ cần bỏ ra một lần thôi là đủ đủ để em tặng váy rồi. Nên tại sao các chị 100 các chị xem được đã bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? À? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị? 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm. 150 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm luôn. Hôm nay em chỉ tặng thôi, em không bán. Hôm nay em chỉ tặng đầm thôi, em không bán nha. Hay bị đấy lắm, không chạy lắm.
chia sẻ nữa thôi, 6 lượt chia sẻ nữa thôi là được tặng đầm rồi. Chị Võ Thanh Mỹ đã được tặng đầm rồi. Em không có nói gian chị nha, nên các chị cứ chia sẻ đi, chia sẻ nhiệt tình là em sẽ tặng đầm cho. 144 lượt chia sẻ rồi, chia sẻ thêm 6 lần nữa thôi các chị sẽ được tặng hai cái đầm mà mẫu đang mặc nha. 2 lần nữa thôi, 6 lần nữa thôi sẽ được tặng đầm rồi. 6 lần nữa thôi các chị. Rồi. Sao chẳng thấy cái gì đó. Rồi, các chị đang xem chỉ cần bỏ ra một lần chia sẻ nữa thôi là em sẽ tặng đầm rồi. Bỏ ra một lần chia sẻ nữa thôi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Các chị xem thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi thì comment giúp em. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Để em tiếp tục tặng đầm ạ. Vẫn 144 lượt chia sẻ nha, nhưng các chị không muốn nhận quà đúng không ạ? Các chị không muốn nhận quà đúng không? Chỉ còn mỗi người chia sẻ thêm một lần nữa thôi là đủ lượt rồi. Em chỉ cần đủ 150 lượt chia sẻ thôi thì em sẽ tặng đầm. 150 lượt chia sẻ thôi mà bây giờ đã 144 rồi thì chỉ cần 6 lần nữa thôi là đủ để em tặng đầm nha. Chỉ cần 6 lần nữa thôi là đủ để em tặng đầm rồi. Nên các chị chia sẻ nhiệt tình đi. Các chị chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Bao nhiêu rồi các chị ơi? Bao nhiêu rồi? Tiếp tục thêm mỗi người một cái like, một cái chia sẻ nữa thôi ạ. Tiếp tục mỗi người một lần chia sẻ nữa thôi là sẽ được tặng đầm rồi. 12 người đang coi, chỉ cần 6 chị bỏ ra chia sẻ thêm một lần nữa thôi là đã đạt mốc để tặng đầm rồi. Như gần tới mốc rồi mà các chị không chia sẻ nữa thì rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị comment giúp em đi ạ. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Chia sẻ nhiều lắm rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Chỉ có 144 lượt chia sẻ thôi mà mốc của em đạt ra là 150 lượt chia sẻ. Mốc của em đạt ra là 150 lượt chia sẻ thì đã tặng đầm rồi. Em phải đủ 150 lượt chia sẻ thì em mới tặng đầm cho các chị được nha. Đủ 150 lượt chia sẻ em mới tặng đầm cho các chị được. Nên các chị cố gắng thôi, cố gắng vài lần nữa thôi. Các chị á, bây giờ các chị ấn vào màn hình nè. Các chị ấn vào màn hình nha. Rồi sau đó nó hiện lên thì các chị xem thử cái dòng dưới là bao nhiêu lượt chia sẻ. 7. Bao nhiêu lượt chia sẻ thì comment giúp em đi. Để em biết, tại vì cái máy của em nó đang, mạng nó đang bị yếu, nó không có chạy. Chỉ còn đủ 150 lượt chia sẻ thôi, em sẽ tặng hai cái đầm nè. Hai cái đầm em đang mặc nha. Hai cái đầm mẫu đang mặc nha. Đã chia sẻ nhiều lần, nhiều lắm luôn, tặng đi á. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Mới 147 lượt chia sẻ thôi, chỉ còn 3 lượt nữa. Chỉ còn 3 lượt nữa thôi là em sẽ tặng đầm rồi. 3 lượt nữa, cố gắng đi ạ. Cố gắng 3 lượt nữa đi ạ. Cố gắng 3 lượt nữa đi, em sẽ tặng đầm nè. Mình quá. 147 rồi, nó chỉ cần 3 lượt nữa. 3 lượt nữa thôi mà. Chỉ cần 3 lượt nữa thôi mà. Chỉ cần 3 chị bỏ ra nữa là tặng đầm rồi. Tặng đầm mà sao khó khăn quá nhỉ. Ba lần nữa thôi là em tặng đầm rồi. 3 lần nữa thôi mà các chị không chia sẻ nữa. 3 lần nữa, mốc tiếp theo em sẽ tặng 3 cái đầm. Mốc này em sẽ tặng 2 đầm chưa? Mốc sau em sẽ tặng 3 đầm nha. Chỉ cần chia sẻ thôi. Chia sẻ đạt mốc thôi mà. Em chỉ đạt mốc lượt chia sẻ chứ không, em không đạt mốc lượt xem. Đạt mốc lượt chia sẻ nó sẽ đơn giản, chỉ cần các chị chia sẻ nhiều sẽ được tặng quà rồi. Mà đạt mốc mọi người xem rồi, đủ 150 lượt chia sẻ rồi. 150 lượt chia sẻ rồi nha. Bây giờ em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng cái đầm em đang mặc đầu tiên nha. Cái đầm này, em sẽ tặng cái đầm này em đang mặc đầu tiên nha. Bây giờ các chị comment tặng kèm số điện thoại đi ạ. Tặng kèm số điện thoại, tặng kèm số điện thoại nha. Rồi, comment tặng kèm số điện thoại. Rồi comment tặng kèm số điện thoại đi. Các chị để em sẽ chọn một chị ngẫu nhiên. Em sẽ chọn một chị ngẫu nhiên nha. Em sẽ chọn một chị ngẫu nhiên nè. Rồi mọi người nhanh tay comment tặng kèm số điện thoại đi. Tặng kèm số điện thoại để em tặng cái đầm em đang mặc nè. Em sẽ tặng cái đầm em đang mặc nè. Đó, em sẽ tặng. Em sẽ lấy ngẫu nhiên. Em sẽ lấy ngẫu nhiên nè. Nhanh tay à, nhanh tay à. Em sẽ lấy ngẫu nhiên nha. Comment tặng kèm số điện thoại đi các chị. Tặng đi, chị nào mà chưa kịp comment thì comment nha. Em sẽ đợi giống chị một xíu để cho các chị đủ nè. Không là chị được, chị không nha.
Rồi con mình tặng kèm số điện thoại đi. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay đi. Nhanh tay để em tặng cái đầm em đang mặc nè. Nhanh tay để em. Rồi bây giờ em sẽ chọn nè. Bây giờ em đếm 5. Chị nào hiện lên cái máy của em đầu tiên nha. Hiện lên cái máy của em đầu tiên thì em sẽ ấn tặng nha. Hiện lên cái máy của em đầu tiên sẽ em ấn tặng nè. 5 4 con mình nhanh đi ạ. 3 2 1 Rồi. Sao cái máy nào không hiện? Chết rồi. Rồi em sẽ tặng. Rồi em sẽ ghim lại này. Rồi em ghim chị Ori Kim Kim nha. Chị Ori Kim Kim nè. Chị nào mà đã chị nào mà được tặng quà rồi á thì em lát nữa em sẽ kiểm tra nha. Chưa chia sẻ đủ 3 lần trên trang cá nhân này, 10 lần trên hội nhóm thì em sẽ giữ phần quà này lại cho người khác nha. Rồi tiếp tục cái đầm tiếp theo. Cái đầm trắng mẫu đang mặc nè. Chị nào mà thích cái đầm trắng này, comment tặng đi, comment tặng đi à. Bây giờ chỉ cần tặng thôi, số điện thoại dài quá đúng không chị? Comment tặng thôi, tặng thôi à. Chị nào mà đã nhận quà rồi thì em sẽ không tặng nữa nha. Chị nào mà đã nhận quà rồi thì em sẽ không tặng nữa. Rồi cái đầm này nha. Rồi comment tặng đi, comment tặng à. Tặng thôi, không cần số điện thoại đâu. Bây giờ em sẽ chọn ngẫu nhiên bất kỳ nè. Em lấy máy này để cho các chị thấy chứ không. Chị bảo em ăn gian. Chia sẻ nhiều mà không được. Rồi bây giờ tiếp tục đi chị Trần Hương. Tại vì cái này em phải chọn may mắn rồi. Chị nào cũng bảo là chia sẻ nhiều hết. Chị nào cũng nói là chia sẻ nhiều hết. Nên em phải bắt buộc em phải chọn may mắn nha. Nên game nên các chị đừng có. Xong thấy gì vậy chị? Rồi. Tặng chưa? Rồi bây giờ em sẽ ấn bất kỳ nè. Để em cho các chị thấy không thôi. Em lại các chị là bảo em ăn gian nha. Rồi tặng rồi. 3 2 1 Rồi em chốt nha. Đây. Rồi, cái này chị Trần Hương á, Trần Hương đâu? Rồi, em chốt cái chị này. Rồi, em chốt chị. Em tặng cái đầm mẫu đang mặc cho chị Trần Hương nè. Em ghim rồi nha. Trần Hương. Ủa, chết rồi. Nhầm rồi. Hồi nãy là em ấn vào chị Trần Hương nhưng mà bị ấn nhầm. Rồi, đây, em sửa lại rồi. Rồi, cái đầm này em sẽ tặng cho chị Trần Hương nha. Tí nữa em kiểm tra mà không đủ lượt chia sẻ thì em sẽ tước quà nha. Chị Ori Kim Kim tặng em váy nào vậy? Đây nha, váy của Ori Kim Kim đây nha. Đây, váy này. Rồi, tặng váy của Ori Kim Kim nha. Rồi tiếp tục 200 lượt chia sẻ em sẽ tiếp tục tặng đầm nè. 200 lượt chia sẻ để mẫu em thay đầm tiếp theo rồi em sẽ tặng nha. Mẫu em thay đầm tiếp theo rồi em sẽ tặng. Rồi 200 lượt chia sẻ nè. Để mẫu em thay đồ rồi em sẽ tiếp tục phần tặng. Nên các chị nhanh. Rồi các chị chia sẻ đi. Như cái đầm nó khá tặng. Tiếp tục. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu đầm tiếp theo để em tặng cho các chị nè. Đầm em đang bán thường thường với giá là 79k nè. Em đang bán với đầm là 79k. Có chị nào thích maxi không? Em hôm nay em tặng maxi luôn. Em chơi xa em tặng maxi cho các chị luôn. Tiếp tục mọi người đang xem thì chia sẻ tiếp đi. 173 lượt chia sẻ rồi nha. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm nha. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng cái maxi mẫu đang mặc đó các chị không? Mẫu maxi đẹp chưa đó, đuôi cá nha. Mẫu maxi đuôi cá luôn. Bây giờ em sẽ thay một cái đầm khác để em tặng cho các chị nè. Rồi, mọi người chia sẻ đi, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi?
thấy chị không em? Rồi em thấy chị Nguyễn Nhung nha, em thấy chị Nguyễn Nhung nha, em thấy chữ Nhi Như Ý Trần Thị nha. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục chia sẻ đi, chia sẻ đủ 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp nè. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp 2 cái đầm nữa nè. Hôm nay là ngày em chỉ tặng thôi, em không bán nữa. Hôm nay em chỉ tặng thôi nha. Cái đầm maxi đầm mẫu đang mặc nha. Đầm maxi đó. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? 175 lượt chia sẻ rồi. Cố gắng cho em thêm mỗi chị 2 đến 3 lượt chia sẻ nữa thôi thì sẽ được tặng cái đầm. Đây thêm một cái đầm. Đây nha. Đầm em đang mặc. Đây em sẽ tặng hai cái đầm này luôn. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm này luôn. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm này luôn. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 175 lượt chia sẻ rồi nha. 175 lượt chia sẻ rồi. Đây tiếp tục chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm. Đây cái đầm em đang mặc này. Đó. Có cuộc chơi rất là đẹp nha. Nên này nó 181 lượt chia sẻ rồi. Chỉ còn 19 lượt nữa thôi. 19 lượt chia sẻ nữa thôi. 19 lượt nữa thôi sẽ tặng một cái đầm màu đen như thế này. Và chất sơ mi nha và một cái đầm maxi nha, một cái đầm maxi mẫu ra mặt nha. Nhanh lên nhanh tay chia sẻ. 181 lượt chia sẻ. 181 chỉ còn mỗi chị 2 lần nữa thôi là đủ. 19 lượt nữa là đủ 200 lượt chia sẻ nè. 19 lượt nữa thôi là đủ 200 lượt chia sẻ. Chia sẻ nhiều lên ạ, chia sẻ nhiều sẽ được tặng quà. Chỉ còn chia sẻ là được tặng quà rồi. Đây cái mẫu đầm sơ mi của em mặc, các chị thấy có dễ thương không? Đó. Sơ mi cài cúc nha. Đầm rất là dễ mặc luôn. 200 lượt chia 181 rồi. 181 rồi, 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm cho các chị nha. Em sẽ tặng hai cái mẫu đầm em đang mặc nha. Hai cái mẫu đầm mẫu đang mặc luôn ạ, à. Một cái đầm maxi nè, một cái đầm ngắn nè. 181 lượt chia sẻ rồi, tiếp tục chia sẻ nha các chị ơi. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng đầm nè. 200 lượt chia sẻ nè. Tục người coi rồi ạ, à. Tục người coi là tiếp tục đi chia sẻ để nhiều người coi để em tặng đầm cho các chị nha. Chia sẻ nhiều người coi để em tặng đầm cho các chị nha. 181 lượt chia sẻ nè, 181 lượt chia sẻ rồi. Cố gắng chia sẻ thêm đi, cố gắng chia sẻ thêm đi. Sao chị không thấy em gì cả? À em thấy Nguyễn Nhung nha, em thấy Nguyễn Nhung nha. Rồi em thấy Nguyễn Nhung nha, mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ đi, đủ 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp tục tặng đầm nè. 181 lượt chia sẻ rồi ạ. 181 lượt chia sẻ rồi. Tiếp tục chia sẻ đủ 200 lượt đi. Đủ 200 lượt đi chị ơi. Chị nào mà sợ không thấy comment thì chấm chấm cho em ngay. Một là like nè, hai là thả tim nè. Để nó không bị ẩn comment nha. Để nó không bị ẩn comment nha. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm mẫu đang mặc nha. Một cái đầm maxi và một cái đầm sơ mi nha. Một cái đầm sơ mi rất là đẹp luôn ạ. Một cái đầm sơ mi rất là đẹp luôn nha. Màu đen nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị ơi? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? 181 lượt chia sẻ rồi, 181 lượt chia sẻ rồi, tiếp tục chia sẻ đi. 200 lượt thôi, 200 lượt thôi là được tặng đầm rồi. Chỉ có 200 lượt thôi là tặng đầm rồi. Đẹp quá. Rồi tiếp tục chia sẻ đi ạ. À. Chia sẻ nhiệt tình để được tặng đầm nha. Chia sẻ nhiệt tình, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Bao nhiêu? Ui sao các chị chán nhỉ? Chơi game với các chị mà sao chán quá. Chơi game với chị chán quá. Bây giờ nhá. Bây giờ là 30 phút. Bây giờ em cho thêm 5 phút nữa đi. 5 phút nữa, 35 phút mà không đủ 200 lượt chia sẻ thì em sẽ ngừng chơi game ở đây nha. 5 phút nữa mà không đủ 200 lượt chia sẻ thì em sẽ ngừng chơi game ở đây luôn. Ngừng chơi game ở đây. Rồi bao nhiêu lượt chia sẻ ra? Vẫn có 181 à. Chỉ còn 19 lượt nữa thôi là đủ 200 lượt chia sẻ rồi thì sẽ được tặng đầm nha. Đầm mẫu đang mặc nha. Đầm mẫu đang mặc. Em có thấy hình ảnh của chị nổi lên không? Rồi em thấy chị Nguyễn Nhung nha. Em thấy chị Nguyễn Nhung mà chị. Rồi các chị đang xem thì chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nha. Để em tặng hai cái đầm mẫu đang mặc nha.
Đây một cái đầm maxi dài và một cái đầm ngắn như này, phối cúc trắng nè. Đó các chị thấy nổi không ạ? Đủ 200 được chia sẻ, em tặng hai cái đầm này, đủ 200. Đến phút thứ 35 mà chưa đủ 200 được chia sẻ, em sẽ ngừng chơi mini game tại đây. Em sẽ ngừng chơi mini game tại đây luôn. Chỉ còn 19 lượt chia sẻ nữa thôi là đủ 200 lượt chia sẻ để tặng đầm. Nên các chị nhanh tay chia sẻ, nhanh tay chia sẻ để em tặng hai cái mẫu đầm mà đang mặc nha. Đó, một cái đầm maxi này, chị nào thích đầm maxi xíu này em tặng. Chị nào đang xem livestream này chấm cho em vài chấm nè. Sao bên chị không nổi lên ảnh của chị vậy? Tại sao? Mạng yếu. Chắc là do mạng yếu á chị ơi, chắc là do mạng yếu nha. Mọi người xem thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi comment giúp em. Tại vì máy của em nhiều lúc mạng nó yếu, nó không nổi lên kịp. Đủ 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp. 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng tiếp nè. Ấn hình của chị đó. Không hiểu. Mọi người xem livestream xem thế nào, nó có bị lag không ạ? Nếu mà lag thì comment cho em lag đi ạ. Comment lag cho em để em biết ạ. Comment lag đi, lag để cho em biết nha. Chị Nguyễn Nhung ơi, em không hiểu chị đang nói gì hết. Chị ơi, ẩn hình của chị đó. Bên em vẫn thấy comment của chị nha, vẫn thấy ảnh avatar của chị bình thường nha. Rồi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Hình như bị lag rồi. Bây giờ mạng, hình như mạng của em đang hơi bị lag. Mạng của em đang hơi bị lag nha. Ổng. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi chị ơi? Đủ 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng hai cái đầm mẫu đang mặc. Nãy giờ mà chưa có đủ cái lượt chia sẻ nè. Chưa đủ lượt chia sẻ nè. Chán quá, chia sẻ nhiều nó chặn hay sao chị? Lát, chắc là lát rồi. Lát rồi. Thôi bây giờ em sẽ ngừng cái livestream tại đây. Tại vì nó không đạt đủ 200 mà như mạng nó đang bị lát, nên các chị không có chơi game suôn sẻ được. Nên em sẽ hẹn cái game ngày mai em sẽ tặng nhiệt tình nha. Ngày mai, tối mai em sẽ tiếp tục tặng. Em sẽ tiếp tục tặng cho các chị nha. Rồi bây giờ em sẽ tắt livestream tại đây nha. Tại vì mạng nó lag lắm, nó không hiện được nên các chị không có nhận quà được nữa nè.